Vâng, trong trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và câu lạc bộ Hải Phòng thì hai đội đã phải cần tới loạt sút luân lưu đầy may rủi để phân định thắng thua. Câu lạc bộ Hải Phòng là đội bóng thiệt đơn thiệt kép, không những là vừa phải nhận thất bại mà họ cũng mất đi một cầu thủ quan trọng vì chấn thương khi mà V-League lại sắp sửa trở lại. Đây chính là khoảnh khắc mà không một cổ động viên nào mong muốn chứng kiến. Tiền vệ Lê Mạnh Dũng của câu lạc bộ Hải Phòng gặp chấn thương nặng sau pha va chạm với trung vệ Hữu Tuấn của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ở phút thứ 12 tại vòng loại cúp quốc gia. Sau tình huống này, Mạnh Dũng phải rời sân bằng cáng rồi được xe cứu thương đưa đi cấp cứu. Kết quả chuẩn đoán mới nhất cho biết cầu thủ sinh năm 1992 này rách gối trái. Đây thực sự là thông tin không vui với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cùng đội bóng đất cảng khi V-League sẽ trở lại vào tuần này. Có thể nói trong những ngày vừa qua thì các cầu thủ bóng đá Việt Nam nói chung liên tiếp gặp phải những chấn thương khá nghiêm trọng. Nếu như những hình ảnh vừa rồi quý vị thấy cầu thủ Mạnh Dũng của câu lạc bộ Hải Phòng bị rách gối và ngay lập tức đã phải đưa đi cấp cứu, thì ở vòng đấu thứ tư giải Futsal vô địch quốc gia Futsal HD Bank 2023, trong trận đấu giữa câu lạc bộ Cao Bằng và GFDI Đà Nẵng cũng đã có một chấn thương xảy ra, và chấn thương này cũng là một trong những chấn thương rất nghiêm trọng đối với thủ thành Vương Nguyễn Thuận. Trong hiệp 1 trận đấu giữa câu lạc bộ GFDI Sông Hàn và câu lạc bộ Cao Bằng, thủ môn Vương Nguyễn Thuận đã có va chạm với Hồ Duy Hải sau khi nỗ lực lao ra cản phá bóng. Tình huống này đã khiến anh bất tỉnh tại chỗ và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Theo kết quả chụp CT, thủ thành của câu lạc bộ Cao Bằng đã bị nứt hộp sọ do tác động mạnh với mặt sàn thi đấu. Tin vui là đến sáng nay tình hình của Vương Nguyễn Thuận đã có tiến triển tốt và anh đã tỉnh lại, tuy nhiên vẫn phải điều trị ở Đà Nẵng. Còn toàn đội đã di chuyển vào Khánh Hòa để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới gặp Savinet Khánh Hòa vào ngày 8 tháng 4 tới đây. Khi thiếu thủ môn giàu kinh nghiệm, huấn luyện viên Phạm Minh Giang còn hai lựa chọn thay thế là Trần Viết Thuận và Lưu Bảo Thanh Bảo.